sao lại nhìn về bên này? Anh có phải gì đâu? Sao anh cứ đi đi? Anh yêu em chỉ vậy thôi. Hai chàng anh em bảo xỉa lơ mình từ lúc anh chỉ tạo. Rất vui quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay với các video clip về đấu trường 29 ngày hôm nay các bạn nhé. Hôm nay là một ngày rực rỡ ở trong cuộc đấu trường của mình. Đã cũng phải đến hơn tuần rồi mình mới quay nhỉ? Đấy, vì bây giờ hòm hòm rồi. Các bạn nhìn đấy, nhìn trên báo fail một chặng dài từ cách đây khoảng 2 tiếng nhá. Bây giờ giờ máy chủ nó đã bao nhiêu giờ rồi? 22 giờ 49 rồi. Đấy, mà chúng ta thì kết thúc vào 20 giờ 59. Đấy, khoảng cách đây 2 tiếng. Ok, các bạn nhìn thấy thắng một chặp dài đúng không? Scone, HH, Ozil, Ventun. Và mới chết là cái này khoảng một tiếng là Folic Claw đánh lại. Hai chắc nhầm giờ, ok. Và mình còn một trận, tí nữa sẽ đấm Akashi các bạn nhé. Đấy, xem thế nào nhé. Chứ hôm qua clip đấm Folic rồi, mình vẫn có tỷ lệ thắng nhưng hên xui. Thua nhiều hơn. Vì bạn ấy có thêm ngoài Terrico và Major đã sát thương kinh rồi đúng không? Hai con đấy thôi đã mệt rồi. Bây giờ lại có thêm Mizuchi, S-Max, hồn là bão tố luôn. Xong rồi lại thêm thiên cầu phản đòn làm cho mình không hồi được máu. Đấy, dã man đúng không các bạn? Sự vượt qua tay Folic Claw mình phải có một cái cơ duyên rất là mạnh, rất là hên. Chúng ta cùng xem vài trận trước các bạn nhé. Đầu tiên là chúng mời các bạn cùng theo dõi với trận với bạn TLK2206 với xấp xỉ 5,6 triệu lực chiến. Mình thì là hơn 5,3 triệu lực chiến. Nhìn chung là lực chiến ngang nhau một chút. Đấy. Còn team của bạn ý thì sao nào? Có Maxima, Thuy, tưởng ông hơn Huy ông ăn được tôi ý. Tay này chơi rất là dị các bạn nhé. Team thì là Thuy, xem cũ hơn là mình. Team thì là team Thuy nhưng mà chơi toàn võ sĩ hơn Huy. Tém cho người. Đánh với mình thì may ra còn có cửa vì team của họ khác team của mình, chứ đánh với mấy người chơi khác ấy. Mình đảm bảo với các bạn là không có lợi đâu mà hai team giống hệt nhau, ai hơn hơn ai đánh trước người thắng. Ok, các bạn đấy thần bài chém không còn thì nghĩa lý gì nữa rồi, đánh vào tung như thế kia thì quá yếu đấy. Các bạn thấy khi mà mình hơn Vi sẽ nhào nhá, đối phương người hạt nhân có tanh mới, có lẽ mặt sát thương hơi yếu, một mình cà phẩy, nhưng mình cũng chỉ có mỗi một con sát thương là con canh su thôi đúng không, đả đấy chứ cũng có nhiều nhận gì đâu. Về mặt sát thương thì có khi thần bài có khi còn hơn Athena này chứ, vì thần bài chắc chắn là cũng lục vôn rồi. Ok, đấy là canh su Rising Dragon. Dulon đang bị dính đóng băng thành ra nó sẽ ám lên hai người đối phương, tổng cộng sẽ ba cái băng nữa rồi, hiệu ứng bao trùm luôn rồi, tiếp tục thêm người đóng băng nữa. Hồn Devil hoạt động nó phải gọi là hết công suất các bạn ạ, như vậy là coi như lượt ba của đối phương là cuối lượt hai của đối phương là coi như vẫn đi không có một cái tác dụng gì cả, nguyên do là đấy bị khóa hết cả đúng không, con thì câm lặng, con thì đóng băng, con thì không có nộ. Xui thật. Rồi thần bài bay màu rồi và tiếp tục vẫn bị gọi là dính hiệu ứng tiếp. Trận này đối phương đen thật đấy, lượt nào cũng cũng bị con cũng gọi là câm lặng đúng vào con Nulon, quá đen. Maxima không có sát thương, thậm chí còn không có đam AOE để cấu miễn chí tử. Rồi bên đối phương thiếu thiếu nhiều nhiều quá nha, bạn đánh cảm giác không thể giết nổi tung thì chứ đừng nói là những con khác, tung còn không giết nổi thì các bạn tưởng tượng làm sao mà đụng đến hàng sau được. Đây, các bạn mới biết là mấy ông S60 ông chơi đỉnh như nào. Chỉ mình nói thật nhá, nếu như mà chuẩn nhá là các bạn mà không chịu thay võ sĩ tức là vẫn chơi tứ đại ung thư ấy, mình nói thật các bạn mình bán hành nhá, theo lô luôn, không phải theo từng củ đâu, tàn sát kinh khủng. Nói thật là người chơi ba server đông chất lượng khó quánh khó. Rồi xem Maxima đối phương
trụ đến cỡ nào. Rồi, nó chỉ rơi vào tầm khoảng độ 10 đến 15% máu. Thật sự sát thương thì nó không đáng kể. Rồi, các bạn cứ cảm tưởng đối phương họ không có một cái gì gọi là đủ lực để mà có thể gọi là gây ra sát thương lên mình ý. Yếu hơn hàng trước luôn, nhưng nói hàng sau thì cảm giác yếu cực luôn. Rồi, nhiều hiệu ứng thế. Maxima này chắc chưa hồn đủ khí. Hồn Devil cái là tay bờ tay TLK 2206 ấy, ăn no hành từ hồn Devil. Mà đây là hồn Devil hàng sau ấy. Chứ hàng trước thì mình thấy nó còn hiệu quả nữa. Nhưng mà vì Dulon không đứng ở hàng trước thì mình đành phải đứng hàng sau. Cú băng có khiên thì nó không không bị nhiễm hiệu ứng, cho nên là hồn Devil vẫn đi. Khi mà mất khiên rồi thì hồn Devil mới hoạt động trên cú băng. Đấy là lý do mà mình không dùng hồn Devil cú băng. À, xem ca phẩy đối phương đấm ra gì không. Ca phẩy đang nhiễm đến mười mấy tầng chảy máu. Nhưng mà vì nó đang có cái biến hình sau khi nó đang có cái miễn sát thương sau khi biến hình. Nên là không giết được nó ghi là miễn sát thương chỉ tầm khoảng 50%. Nhưng mà mình nhớ nó phải miễn sát thương phải đến 95%. Bên Nhật Bản là bất tử luôn, bên này nó không ghi bất tử nhưng cũng không khác gì bất tử. Nó có cái bụ ẩn. Rồi, sau đây chắc là sẽ chết rồi. Rất nhiều các loại chảy máu và độc không giải được các bạn nhé. Bao gồm mình thiếu đốt kiểu cũng thế. Này, trận này sao nào? Ấy, các bạn thì cao phải một loạt đốt nó không chết. Hơi ảo nha. Đốt, đốt điên cuồng luôn. Rồi, cuối cùng thì cũng giết được gọi mất một mạng của Cú Băng. Còn đâu thì còn nguyên. Được 8 rồi các bạn ạ. Ca phẩy nói thật là một con đà chất lượng. Quan trọng là các bạn dùng như nào thôi, chứ còn đâu nó không yếu đâu. Mình thấy võ sĩ từ này nó cân bằng lắm rồi. Hội tứ đại ung thư đã hơi vượt trội hơn so với hội trước đấy, đúng không? Nhưng sau tứ đại ung thư mình thấy rất là cân bằng. Sắp tới choi cũng cân bằng, nó cũng không quá mạnh. Nên là chắc là không nhiều người sẽ lấy choi đâu. Thì nó không quá mạnh. Nó mạnh hơn bọn kia là hiển nhiên rồi, mạnh hơn cây su, mạnh hơn Tedico thứ là hiển nhiên rồi, nhưng mà nó không quá mạnh, nó không không bật hẳn lên. Chắc là game một cân bằng. Nói chung đợt này chơi game đang hay luôn các bạn ạ, hay vãi luôn. Mình hơi bị hụt bật cái tính năng tinh tú nên thành ra không đánh được lên top 1. Sai lầm này, sai lầm không biết đây sai lầm từ cái gì đó, làm cho mình không đánh được cái, làm cho mình không không đủ kim cương để lấy tinh tú. Ba con võ sĩ đồng thời một lúc nó tốn nhiều quá, tốn nhiều tài lực quá. Thật ra là mình không lấy tinh tú đó là sự lựa chọn của mình. Mình nghĩ tinh tú sau này nó sẽ miễn phí nên mình không lấy thôi. Để thế chơi hồn được lăm nhỉ, nhưng mà vẫn tiếc các bạn ạ. Mồm thì bảo là không lấy nhưng mà thật sự trong lòng vẫn tiếc. Rồi em mang Mizuchi với hồn lăm bão tố như vậy mây trời thì sẽ sát thương không đáng kể. Đấy, buộc phải đánh đổi thôi. Mizuchi mà cầm hồn long bạo tố thì sát thương độc chiêu nó sẽ cao hơn nhiều so với mây trời. Bùng nộ tốt hơn, giải ứng tốt hơn. Đấy, nhưng mà rõ ràng là cái sát thương từ tuyệt kỹ nó sẽ không thể bằng được mây trời ở cuối trận. Ngoài ra thì khi mà Mizuchi cầm cầm hồn long bạo tố ấy thì Mizuchi không có khả năng sống sót cao như mây trời, nên Mizuchi bị giết rất nhanh lắm, bị dễ chết lắm. Mà chết như thế thì ai mà cầm hồn long bão tố mà người đấy chết thì coi như là mất key player rồi. Ví dụ team của mình võ sĩ đang cầm hồn long bão tố ấy, nó là con Athena, nên đối phương mà giết lại Athena thì gần như đến 9 phần là mình sẽ thua. Đấy, vai trò của hồn long bão tố nó rõ ràng là như vậy cơ. Rồi, rất nhiều hiệu ứng luôn. Bên đối phương dùng con gì kia? Cả Athena bị trói rồi. Xem Mewchi giải ứng cho ai.
Các bạn để ý ca phẩy chỉ đấm nộ, à, không có nộ luôn. Ok, có hiểu. Bên mình không có các võ sĩ giảm nộ mấy đâu, có Kulabang. Rồi, Billy chữ tàu lên tiếng đấy các bạn này. Đấy, đây là một trong những cái vai trò rất lớn của Billy. Kể mạnh thêm tí nữa thì Tung cũng có nộ. Rồi, Mizuchi có nộ, búp nộ cho Tung. Trời, khó vai nhờ. Thành ra team khỏe vật luôn. Ca phẩy chưa biến hình nhau. Bây giờ biến hình này. Ok. Rồi. Cái gì mà ngọc đá, ngọc lát, đá tan cái gì. Đối phương vẫn còn con tanker cứng nhất hàng trên. Và bộ sát thương thì vẫn còn nguyên. Người Mizuchi hạt nhân. Chúng ta cùng xem là bên mình chống đỡ như nào thôi. Ca phải ăn được lửa bình của Kula. Do Kula của mình chưa bật, chưa bật run. Các bạn lưu ý rằng hồn đoàn bảo tổ đối phương lắp cho Mizuchi. Nhưng Mizuchi đợt này, trận này Tung tuyệt kỹ theo mình đánh giá là hơi ít. Đấy, nó bị, đấy, tức là cái con Mizuchi này cũng không có khả năng chống giảm nộ tốt đâu các bạn ạ. Khả năng hồi nộ của nó cũng không thể bằng được ca phẩy và mây chờ đâu. Đấy. Nên là nó mỗi con cầm nó lại có một cái lợi hại hay khác nhau các bạn nhé. Thì các bạn test thì mỗi một ạc lại khác nhau. Rồi mỗi một cách xây dựng lại khác nhau thì các bạn phải test xem đưa cho ai hợp lý hơn thì các bạn chọn. Mình nghĩ mãi rồi. Trên lý thuyết thì phải là con cây su ấy, nó sẽ là hợp nhất. Nhưng mà vì cây su dễ chết quá, cầm cái bộ này nó sẽ không có khả năng phòng thủ đâu. Cầm một lăng bao tố ấy các bạn ạ, võ sĩ nó không có khả năng phòng thủ đâu, nó rất là dễ bị giết. Thế thì thôi mình đành phải cho nó cầm cái bộ rune mà nó có khả năng phòng thủ hơn, nó bộ Andai. Các bạn đừng coi thường Andai nhé, hồi máu rồi giải hiệu ứng, phòng thủ, tăng kháng sát thương, tuyệt kỹ, các thứ là bụng hơi bị nhiều luôn cái bộ Andai nhé. Đừng coi thường, mình 5 sao thì không phải ít đâu. Dù biết là bộ Undying là một trong những bộ các bạn phải kiếm được free, gọi là tặng kèm thôi. Mua cồn lam khác là tặng kèm thôi. Nhưng mà giá trị của nó thì vẫn liên thành. Rồi, suýt có nộ. Nhưng đối phương chỉ còn có 2 người thôi. Chuyện dễ. Rồi, to đầu. Hết 2 mạng. Ok, các bạn thấy đánh rất là nhàn luôn đúng không? Quá nhàn. Thôi Yari được chiến thấp quá. Rồi đấm nhau với lão SH đi. Lão Uzi thì xem mãi rồi. Đây đấm nhau với lão SH. Tám mươi bốn nghìn lượt, nhanh ghê. Rồi vai mây trò các bạn nhìn thấy cho hết xuống hàng sau rồi. Vì vai của lão SH là S-Max rồi các bạn ạ. Thật ra là khắc team của mình thì nó không được mấy. Nhưng khi đánh nhau, vai đánh nhau với những con khác. Mình lấy ví dụ như là Rapetto, Thiên Cẩu. Hoặc là những cái con tanker mà nó kiểu cục tanh ấy. Tanh thành từng cục luôn, không có giới hạn sát thương ấy. Rồi, vai nó nhảy sướng lắm. Rồi, Kulabang hoạt động rồi, gọi là miễn chê. Rồi, con giải hiệu ứng búp đủ nộ cho Tung cơ. Trận này nó là xảo diệu các bạn ạ. Mọi thứ búp nó đều ở trạng thái gọi là hoàn hảo luôn. Với cái tấm băng kia thì mây chùa không thể nào giải được. À đâu, giải được. Ờ thế thì nó vẫn ngon ý. Cái con mây chùa là cái con duy nhất là có cái khả năng nó gọi là không sợ băng các bạn. Băng hai lớp nó không sợ. Đấy, giờ Mizuchi có giải hiệu ứng. À may thế, Mizuchi lại không có đủ nộ. Đen nhá, lão SH đen thật. Chứ quả đấy Mizuchi mà nó có nộ thì mình lại hơi mệt. Thật sự ấy. Nó có nộ và nó sẽ giải được hiệu ứng cho Major. Major bị giải hiệu ứng không mất nộ đâu. Còn Major nó im ba lắm các bạn ạ. Nó hoàn hảo cực luôn đấy. Đam hoàn hảo, khả năng chống chịu hoàn hảo, tồn tại hoàn hảo luôn, kháng các thể loại luôn. Rồi một lần nữa Billy chữ tàu lại lên tiếng.
Ok, gọi vai trò của Billy cực kỳ gọi là rõ ràng luôn. Rồi. Đây sẽ là lượt số 3, nổ run khá nhiều đây. 5 trên 6 con đối phương nổ run được này. Em đang mưu trì làm không đáng xuể. Cô đóng băng hình như chưa hồn vũ khí. À có hồn vũ khí rồi, nhưng đóng băng sai mục tiêu rồi. Đây là Xbox của Major đập 2 lần. Chưa thua lắm đúng không các bạn? Chưa thật sự ấn tượng lắm. Đập xong các bạn để ý mình hồi lại một lượng máu khá nhiều. Tới từ nội tại các Foxy, chứ không phải từ rune đâu. Tung này chưa biến hình à? Sao đóng băng thế này? Lại đóng băng tiếp vào vị trí của Major. Cú la băng trận này của bên mình mắc khôn các bạn ạ. Mặc dù mình không lắp cho một cái viên rune hỗn loạn nào hết. Khi bị trong băng thì nó bị giảm cái gì các bạn ạ? Làm cho nó yếu hơn. Rồi. Mizuchi thì đam võ sĩ nhiều máu. Kula sẽ là người hứng. Major sẽ đam võ sĩ ít máu. Mình hy vọng Tung sẽ là người hứng. Đấy, như thế là các võ sĩ chủ lực của mình đều được bảo vệ. Khiến cho đối phương nó chỉ đánh vào những cái con mà mình tập trung họ đánh. Rồi, Kulabang đến lượt bên đấy các bạn vài đám thấm thế Tung chưa chưa tu cái gì không có giới hạn sát thương à? Nó nhảy cho một phát. Ông cụ ấy gọi là cái gì? Hoa mắt chóng mặt luôn. Nào, đến lượt Kulabang bên phe ta. Lượt này thì các bạn thấy vai trò Kulabang phải gọi là quá rõ rệt. Khi mà nó tung tuyệt kỹ trúng được đóng băng đúng được mục tiêu thì mục tiêu thì coi như thôi nghỉ chơi. Bên mình hai con chủ lực là nghỉ chơi rồi. Dulon đầy bình thôi. Khả năng hồi máu của Dulon nó thật mê luôn. Nhưng sao hay mình không không phí khi đứng hàng sau lắm đâu. Đấy, nó nhiều máu thì nó mới đỡ đòn tốt, đỡ đòn hộ tốt. Rồi, Mizuchi chết phí quá. Những cái con hồi sinh lại bất lợi là nó chảy máu nó cũng chết. Còn những con miễn chí tử thì chảy máu nó không chết được. 8,4 triệu đam ở lượt số 5. Hợp lý thôi. Mình mang run 6 sói đỏ cho Mizuchi đấy. Các bạn đừng tưởng ăn may hay là ảo ảo. Hồn lực 5 cũng thuộc loại xịn sò này, 5 sao bảo vệ đấy. Nói chung là đồ cho Mizuchi của mình là không không phải yếu lắm đâu. Yếu hơn lão Arad thôi chứ không đến nỗi là quá yếu đâu. Hay thế, 10 triệu đam cho mỗi con. À, thế là đam tự nhiên đam to vật luôn. Sát thương của lão AH tới từ hai nguồn chính, một là Mizuchi, hai là Major. Đu lọ à, cái ở vai thì mình thấy rằng tương đối hết xui. Nó sẽ để giải quyết mục tiêu thật là cứng đầu. Nhìn chung đấy là một team hoàn hảo đấy, tương đối hoàn hảo đấy. Và thiên nhiều hơn thủ một chút đúng không? Đấy, vì cả lão AH lẫn mình thì đều có một cái xu hướng đó là muốn đánh lên top trên với những người hơn uy mà chứ không phải là lão HH đấm mình đâu. Lão ấy đập một mục tiêu phải là đập Uzi, đập giết tao đi hay là tay Akashi ấy đấy. Chứ không ai cái gì nhỉ nhằm vào tuần núm mà đập đâu. Ok, có mỗi tay Rengi là hơi rồi, tay Flamin B ông vớ vẩn đúng không, anh top 1 chả đánh nhằm cái thằng 1x, thỉnh thoảng ăn may lên được. Các anh em né mình ra nhé, đừng có xây dựng team khắc chế mình làm gì. Mình mà mất tốt và thôi các bạn cũng cũng có được sơ múi gì đâu đúng không? Đấy, trong khi đấy các bạn để im mình vào mình cũng xây dựng để đối phó với hội top 1 top 2. Đấy, thì có vẻ là cục diện thế trường nó hay hơn không? Hội trận này thắng rồi. Ok, các bạn nhìn thấy mình còn khá nhiều võ sĩ.
chúng là vào vào cục diện rồi. Mentum đấm mình cả hai trận cả, hay là xem một trận sau rồi đánh một trận với Jet Audi nhá. Rồi có Rio Thiên Cẩu kết hợp với Mizuchi và Major, ba vị trí chính đấy. Hội còn lại thì gọi là cho đủ màu thôi. Dù đây là S-Mark Rap, S-Mark Osquan và có thể là S-Mark Mizuchi nữa. Rồi may quá Athena có nộ. Việc Athena có nộ nó khá là dễ dàng. Rồi Cunabang có nộ luôn. Một cái hệ thống búp nộ chồng chéo lẫn nhau thật là tuyệt vời. Việc Athena có nộ không chỉ giúp cho nó hồi máu mà còn kích hoạt nội tại với tủng các thứ, giúp nó trở nên trâu hơn rất nhiều các bạn ạ. Nhìn chung thì các bạn sẽ phải cố gắng, nếu là team Thui thì phải cố gắng làm sao cho đội bạn đánh xong. Các võ sĩ chính của mình là phải thơn uy tất đấy. À, đều có nộ tất là cái tốt nhất. Đây là Xbox Major, đám bắt đầu thấm thấm rồi đấy. Không yếu như trước, đang bắt đầu cảm thấy mệt mệt rồi đấy. Các bạn này Mizuchi hồi máu điên đâu, điên đảo luôn. Mỗi lần dính hiệu ứng nó hồi 8% máu và có 4 lần biến hình khi mà bị nhận sát thương quá 4% máu người ta. Đây là giết được Mizuchi của mình, nói thật các bạn, ốm ho. Đây là lượt của Feta, là số 2, hai con trộn trong băng mà toàn bộ 6 võ sĩ được tung được kỹ. Rồi như hổ lao vào chuồng dê thôi. Dù có Rio Thiên Cẩu nhưng mà các bạn để ý là lượng phản đòn nó không nhiều lắm. Mình nghĩ là bạn ấy lâng máu cho Rio Thiên Cẩu là hơi kém hay sao, hơi ít hay sao ấy. Không thấy nó. Rồi đối phương không được mạnh như là Folliclaw, dù cái cơ chế sử dụng team của bạn ấy là na ná như nhau đấy. Khả năng chống chịu cũng thua nhiều, 6 triệu được chiến đúng thật nó khác nhỉ. Các bọn đây là Max, tức là đã thức tỉnh vũ khí của Dulong, một con võ sĩ mà các bạn ấy tìm thấy người chơi nó ở trạng thái tứ môn có hồn vũ khí cực kỳ gọi là ít luôn, nhưng mình không hối hận đâu, thậm chí mình còn lâng S-Mark cơ. Nó là phương án ở thời hiện tại, nó là phương án hữu hiệu nhất để chống Dam AoE, chưa thấy có nào để thay thế được. Rêu Thiên Cẩu khi có S-Mark thì đánh theo phần trăm máu tối đa và mục tiêu ít máu nhất nó nhằm vào, không phải như bây giờ nhá, đánh ra đánh tung. 6 võ sĩ có nộ, đối phương sẽ phải rất mệt mỏi đây. Nó lại còn đóng băng xịn.
Thiên Cầu rõ ràng là một con tanker chất lượng đúng không các bạn? Hầu hết đều Thiên Cầu đều sống đến cuối trận. Có điều thì người ta vẫn có cảm giác không được tin tưởng vào Rio Thiên Cầu lắm. Mình thấy rất nhiều người vẫn đang nâng ở mức độ nhị môn thôi. À, không muốn nó thật lên thật trâu vào, 6 sao vào. Chỉ muốn nhị môn thôi. Mà mình thấy là tứ môn nó mới thật sự là phản đòn ở mức độ ghê gớm nhất. Rồi, còn nguyên 6 võ sĩ. À, để thấy, đúng không? Mấy ông S60 cảm giác thật ra là không phải toàn bộ S60. Mà đối trọng chính như các bạn thấy có thể là Ozil, HH. Đấm nó ngang ngang hơn nhiều, Folic Claw, đấm ngang ngang hơn nhiều. Chứ viên Tôn rồi Iari hoặc là Sokol hay là thằng hay là ông TLK này thì các bạn thấy nó hơi chênh lệch nhá. Đấy, tức là team của mình nó có một cái chiến thắng gần như là vượt trội này, nó không có hên xui gì cả. À, chúng ta sẽ đấm nhau với top 1. Mình thua bao nhiêu? Gọi là 5,4 đi. 5,4 mà 61 thua khoảng 700k, hơn 700k được chiến. Khó quá nhỉ. Đây là hồn vũ khí của Rap. Sẽ thay sớm thôi. Đây là Max, tức là đã có hồn vũ khí của Maxima. Nó sát thương không nhiều. Nhưng nó búp chí mạng ấy, búp cái gì ở cà phê. Đau đây. Rồi, mất gần mất khiên. Rồi, đam thấm vai. Biến hình hàng loạt luôn này. Đoạn này miệng trí tử viết gai bật đêm âm. Rồi, đau. Đau vô cùng luôn các bạn. Tất cả đều có nộ luôn. Ác thật. Nhưng mà đây sẽ là cơ hội của bên mình nhá. Mình phản công được mà. Những sát thương yếu quá nhỉ. Mưu chi ai đời 2 triệu 6 sói đỏ đấy. Được có 2 triệu được chiến à, 2 triệu đam. Athena 2 triệu 2. Yếu quá yếu. Rồi. Rồi, nói chung cũng hồi lại được tương đối máu. Tiếp tục là Maxima. Thích đánh với ông cụ nhỉ. Hy vọng Miyuchi. Không, Miyuchi phải có nộ. Ờ, may thế. Ơ, sao Miyuchi lại không có nộ nhỉ? Hơi vô lý ấy. Mình nghĩ Miyuchi phải có nộ rồi cơ. Miyuchi là key player của bên đối phương. Nó được cầm hồn nó bạo tố chứ không phải là ca phẩy đâu. Rồi, Athena rất cần một chút nộ. Ai đấy cho một chút nộ thôi, xin người. Còn Rap thì bay màu rồi, Rap phải Rap trâu nhất nhì server cũng sẽ bay đây. Phí thế nhỉ. Trời ơi. Trời ơi, bão tố mưa xong bay là bay mà đấy. Nó giải mất hiệu ứng rồi. Thật ra Miyuchi nó lại đánh vào cái võ sĩ có nhiều máu cơ. Chứ con nào ít máu thì cũng không sợ mấy đâu. Đấy. Trừ khi yếu quá. Rồi, trói mất Kensu rồi. Đấy, các bạn ý Dulon là ăn no đòn nhỉ, bãi viết nhỉ. Nhà mỗi con một cơ chế đánh nhẹ khác nhau. Khi mình đối đầu, úi giời, một cái quả đam thốn lên tận rốn luôn. Bạn mình chữa cái gì nhỉ, Kensu không tài nào sống được. Căng thật, nếu mà phát trước ở lượt 2 đối họ còn chưa có tuyệt kỹ nhá. Bằng cách nào đấy mình phải khống chế ông Miyuchi thôi, nhưng còn đâu để nhảy chết. Để nhà Miyuchi nó tàn phá làng nước các bạn ạ. Mày có chết không thì bảo. Rồi, hình như đối phương cũng dùng run thủ hộ hay sao ấy. Hoặc là hồn lực 5 ở trạng thái ám. Các bạn để ý Athena của mình bị giảm mất một chút nộ.
thành ra không tung được tuyệt kỹ lần hai. Đấy. Nên các bạn lưu ý rằng cái cách khắc chế hồn lực lam bão tố nó cũng dễ thôi, không khó đâu mà. Nhiều cái khắc chế hồn lực lam bão tố lắm. Nên là ai chơi kém không biết chơi thì cứ bảo là nó gây ra mất cân bằng, chẳng qua công rốt cũng không nghĩ ra phương án. Mình thua giết tao đi, thua Akashi Shin. Nguyên nhân lớn nhất đó là mình thua đồ. Đấy, họ hơn đến 700k được chiến. Kinh quá. Không có giải hiệu ứng à? Ê này. Nào, quả này phải ăn được mạng của Mizuchi. Rồi, pha chí này đầy bình. Bây giờ mới nhắm được đến ca phẩy này. Rồi, tương đối đúng không các bạn? Kể mà còn cái xôi ra trò phết ấy. Rồi, ca phẩy đấm lên lét sẽ giảm lộ luôn Mizuchi để thơm. Ê, nó giảm lộ ai? Đánh bại huyết vào ai thì đánh bại huyết là thằng Kensu. Kensu thường. Chết buồn cười, vẫn một lần nữa. Đau, trời ơi. Đau quá các bạn ơi. Còn độc chiêu của Mizuchi nữa. Tởm thật các bạn, Mizuchi tởm thật. Rồi. Thua là thua cái độc chiêu của con Mizuchi. Giờ phải làm thế nào để mà độc chiêu của con Mizuchi này thì mới thắng được các bạn ạ. Thật ra mình nghĩ là phương án không khó đâu. Chói nó lại là xong thôi mà. Mizuchi này không kháng được hiệu ứng. Ở mỗi lần một thôi. Các lượt sau thì cầm hồn lực lam bạo tố nó dễ bị giết lắm. Đấy, giết nó đi là được các bạn ạ. Đấy, cơ chế. Nói chung là mình cũng tìm ra cái bài để gọi là chiến thắng được rồi. Nhưng mà giờ chưa được.